từng bị ghét bỏ, nam em lấy lại được cảm tình từ fan nhờ giọng hát ngọt ngào. Nam em không còn là tên tuổi quá xa lạ với khán giả nữa. Bên cạnh vóc dáng xinh đẹp, cô còn sở hữu một giọng hát ngọt ngào. Thời gian gần đây, những bản cover của cô liên tục được công chúng yêu mến. Từ một cô gái vướng vào hàng loạt scandal, nam em giờ chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Vừa qua, bản cover đơn phương của nam em liên tục giữ vị trí cao trên top thịnh hành. Bài hát này từng là bản hit đình đám của Đào Bá Lộc, song khi người đẹp thể hiện, ca khúc lại một lần nữa được khán giả yêu mến. Sự thành công của bài hát trên đã chứng minh cho những tình cảm mà công chúng dành cho giọng hát của nam em. Sau đó không lâu, cô thể hiện bài Đế Vương và tiếp tục tạo nên làn sóng trên TikTok. Trên các diễn đàn mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến khen ngợi chất giọng mượt mà và truyền cảm hứng của người đẹp gốc Tiền Giang. Thậm chí, khán giả còn cho rằng cô rất phù hợp để ra mắt ở vai trò ca sĩ. Một số bình luận tiêu biểu của khán giả: nam em hát càng ngày càng hay, quá hay luôn, bất ngờ thật sự. Qua giọng hát của nam em, đưa bài hát lên một tầm cao mới. Bài hát này như sinh ra dành cho nam em. Có lẽ trải nghiệm yêu đương của nam em đồng điệu với câu chuyện của tác giả. Từ giờ gọi em là ca sĩ nam em nhé. Bên cạnh những bình luận khen ngợi tiếng hát, có không ít ý kiến đồng cảm với con đường sự nghiệp đầy gian truân của nam em. Theo đó, nhiều cư dân mạng cảm thấy giọng hát buồn bã mà cô thể hiện cũng chính là tâm trạng cô đơn của cô trong suốt thời gian qua. Quả thật, trong khoảng thời gian vướng vào lùm xùm, nam em không có bất kỳ người bạn nào ở cạnh. Cô thậm chí có những buổi livestream ngồi tâm sự với chính bản thân mình. Dù vậy, người đẹp cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn ấy. Giờ đây khán giả lại được nhìn thấy cô vui vẻ và yêu đời như trước kia. Chính vì điều này, nhiều khán giả cho rằng giọng hát ngọt ngào của nam em đã thuần hóa anti-fan. Không cần khoa trương hay giải bày về điều gì, chính sự chân thành trong lời ca tiếng hát đã giúp cô nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Gác lại những ồn ào tình cảm, nam em giờ đây dường như dành hết thời gian cho sự nghiệp. Cô bắt đầu tham gia các show truyền hình, trình diễn ở các phong trà. Sự thay đổi tích cực của cô đã được khán giả liên tục công nhận. Có thể nói, người đẹp gốc Tiền Giang đã dùng tiếng hát của mình để người hâm mộ thấy được những nỗ lực và tiếp tục đón nhận cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.